Đời Đấy. này nó khổ lắm, cái gì mà nó có lợi là họ nhào vô lẹ lắm. Mà ngược lại đó thì Đức Phật dạy cái nếu mà tu hành đó, hãy theo cái con đường của Bồ Tát đó, thì cái gì không ai làm thì mình làm, mà thấy lợi thì đừng nhúng tay vào đó, đó Vâng, cái đúng câu là trong như vậy, kinh đúng Luận là như Bộ vậy. Vương. Nhưng mà thiệt tình con giới Nhưng thiệu. mà bởi vậy mình tại sao đạo đi ngược cái đời đời á, Phải nó có không có lợi chứ. lợi, nó không có làm, mà Không đạo thì ngược lại thấy lợi thì phải tránh tránh, tránh mà làm những cái việc không ai làm. Nên nó nói thiệt cái theo cái tinh thần đạo mình nói cách nào kiểu nào thì đó thì nó cũng gọi là, nó có danh từ gọi là tùy duyên đó, Vâng, đúng là tùy tùy duyên đó. duyên. Nhưng mà nó cũng do cái phước phước báo của con người, phước báo của con người mình, bởi vì cho nên mình phải ráng gieo đi, chứ đừng có mình không gieo mình không trồng nó có đâu mà hưởng. Mà mình đời thì sanh ra ai cũng có số mạng, có gọi là đời ta gọi là số mạng đó, mà Vâng, cái đạo thì nghiệp gọi là cái phước á. Mà nếu mình xài hết nó tiêu mòn á thì không biết tới chừng nó đọa lạc, nó khổ ghê lắm không, nó đọa lạc á, gọi là đọa lạc trầm luân luôn á, đọa lạc rồi hết cái kiếp đọa lạc nó khổ, làm cái thân giống như nghèo cùng khốn khổ biên địa hạ tiện á, cái câu trong đạo chữ biên địa hạ tiện ghê lắm. Bởi vì các bậc Bồ Tát, các vị tổ ngày xưa người ta sống ở vùng đất nào người ta cố bám níu vùng đất đó để người ta hành đạo, chứ ta không có từ nan, bởi vì ta mình cũng cái nghiệp mình mới sanh ra cái vùng đất đó. Nó thành ra giống như là sáng tôi nói nãy giờ tôi giảng, tôi nói thí dụ bây giờ nếu ai sống ở vùng đất Mỹ này thì mới hiểu được, giờ tôi có nói đi chăng nữa thì cái người thương thì là thầy nói có lý, người không ưa thì nó ở sống Mỹ nó kiểu Mỹ, chứ ông thấy không, bây giờ ở đây nè một chút bụi chịu không nổi, trong khi Việt Nam bụi cả lớp, nhưng mà không sao, không phải mình không phải là vậy là mình chơi Việt Nam nó dơ nghe, không có, nhưng mà ý vậy đó. Hay là ở đây một con ruồi mà nó bay vô nhà ngủ không được nha, phải cách này cách khác phải cho nó đi ra khỏi cái nhà mình, hoặc là giết hoặc là đập hoặc là đuổi ra được khỏi nhà mới ngủ được. Trong khi thí dụ hồi tôi ở Việt Nam, tôi cũng từng ở Việt Nam mà, tôi cũng từng ở những cảnh cảnh ruồi nhặng mà. Ông thấy hồi nhớ hồi xưa mà tôi nhớ từ từ ở Campuchia về Việt Nam mà trên cái ranh giới mà nó bán cái con cào cào mà nó lăn vào nó chiên á, vậy mà món đặc sản đó nha. Tôi nói có khi ruồi nó đậu cái mâm đầy hết trơn vậy đó. Đó nhưng mà ăn vẫn khen ngon mà đâu có bệnh tật gì đâu, còn khen béo khen ngon. Bây giờ ở Mỹ này thấy con ruồi mà đậu vô cái dĩa rau rồi, nhất là quán không thấy không? Yêu cầu mà có một con ruồi mà nó đậu ở trong quán rồi là kể cho ta không vô ăn à. Đó mình thấy nó có thành ra ở quốc độ nào á, nó theo quốc độ đó. Giống như ở đây á, thì tính 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 bằng giờ, bằng phút, bằng giây. Mấy second vậy đó thấy chưa? Trong khi thì không biết sao nó cũng vậy rồi, nó cũng 60 giây là một phút, 60 phút là một giờ, một tiếng đồng hồ. Đó, vậy mà bên đây mình tính hăm cái máy của quay đứng dòm từng giây nó nhảy 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 mà lỡ mà nó thêm một phút nữa thôi là mình thấy khó chịu, mình thấy nó mất cái thời giờ rồi. Thành ra sống bởi vì mới thấy hồi đó đó mấy mấy tiền nhân người ta đặt ra đó nói sống ở cõi trời đó, một ngày ở cõi trời bằng bao nhiêu năm của cõi nhân gian này, nhân gian mà thật sự không có việc đó, nhưng mà chẳng qua nói về cái tâm lượng của mình đó. Cho nên sao mà mới nói trở lại là một ngày vui á nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn á nó dài tại thế giới đứng yên. Cái ngày vui ông coi như ông cái những cái gì cũng vui như ở thiên đường, mà những gì đau khổ giống như ở địa ngục, thấy không? Cho nên mới đặt ra thiên đường là sao, địa ngục là sao, rồi cõi trời nó dài sao, rồi cõi địa ngục nó như thế nào, rồi cõi ta bà này nó bao nhiêu năm ở cõi trời, là nó tất cả đều là do cái ý thức của tâm hết, chứ làm gì có chuyện đó xảy ra. Thế còn thế này, cái câu mà y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan là cái sao? Y theo kinh mà giải giải nghĩa là quan ức cho ba đời chứ Phật. Tại sao lại oan ức thầy?
y kinh giải nghĩa mà sao lại oan ức thế này? Bởi vì đó, các thuyết pháp của Đức Phật nó có nhiều cái ngày xưa, ví dụ như bây giờ mình nói theo các hành văn của Việt Nam, nó có ẩn dụ, nó có thậm xưng, nó có quán dụ, nó có những cái cách. Thì Đức Phật ngày xưa đó, trước mắt là 12 cách thuyết pháp, gọi là 12 bộ kinh. Nhưng mà bên Nam truyền họ chấp nhận chỉ có 9 thôi. Là ban đầu Phật nói có 9 bộ kinh thôi. Rồi khi Phật giáo phát triển lên thì thêm nữa mới được là 12. Là đã là thấy 12 cách rồi. Trường hàng, trùng tụng, cô khởi, nhân duyên, thí sự, bổn sanh, bổn sự, vị tằng hữu. Vân vân là 10, thọ ký, vân nghĩa là 12 cái cách rồi. Rồi chưa kể cả là phải vận dụng tứ tất đàn, là vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Sở dĩ tôi nói vòng vòng cái câu ông hỏi gì để tôi muốn minh chứng những cái cho mấy thầy sau còn mấy thầy với Phật tử nghe luôn nghe, chứ không phải là tôi làm thổi câu ngắn mà tôi thuyết ra cả đống. Tại vì vận dụng tứ tất đàn là gì? Ví dụ như vị nhân tất đàn, con người đó đến hỏi Phật cái gì, vì người đó mà Phật thuyết pháp thôi, chứ Phật không nói tràn gian đại hải. Hiểu, thí dụ như người đó đang khổ vì bởi vì tham, thì Đức Phật chỉ rõ nguyên nhân cái tham thôi, chứ Phật không có đặt ra vấn đề sân si mạng nghi. Đức Phật không có thời giờ mà nói tràn gian đại hải như cái anh Trang Tràng mới hỏi mà cái chuyện gì nó cũng được đó. Rồi là vị nhân tất đàn, rồi đối trị tất đàn. Thí dụ như biết cái anh này anh bất hiếu với cha mẹ thì Phật dạy cái pháp hiếu thảo thôi, đối trị với cái căn bệnh. Hay là anh này anh bỏng sẻn thì Phật dạy đó bỏng sẻn là kết quả nó như vậy đó. Bây giờ phải mở rộng ra cái lòng bố thí giúp đỡ cho người hay kia. Rồi thế giới tất đàn, thí dụ thế giới này nó là kim cương mã não, rồi vàng bạc lưu ly là quý, thì Phật vẫn nói nó quý, chứ Phật không hề nói đồ bỏ nha. Thí dụ như Phật nói A Nan á, ồ rắn đó con, vàng là rắn đó ông. Nói là nó nói với ngài A Nan, Đức Phật nói với ngài A Nan. Nhưng bây giờ Phật nếu ông lại ông hỏi Phật nó ông đang là vàng nó quý lắm á. Kim cương nó quý lắm, bởi vì cái thế giới tất đàn mà nó đã, cái thế giới này nó chấp nhận như vậy. Ông hiểu ý là nói không? Rồi cuối cùng á, cái người đủ căn cơ, đủ trình độ thì Phật nói đệ nhất nghĩa. Lúc đó Phật mới nói cái pháp chân thật. Cái kia không phải là giả dối, như vậy kia cái thật đó, với cái người cái căn cơ trình độ cỡ đó thì Phật phải vận dụng, gọi là vận dụng tứ tất đàn. Nói vì vậy mà cho nên nếu như chúng ta đọc kinh mà không hiểu được cái, không có chánh tư duy, trước mắt là chánh kiến, đó cũng là nó nằm trong cái đạo nó chánh kiến, chánh tư duy, chánh định rồi này kia, thì giải thích Phật nói sao giải thích như vậy là coi như là quan cho ba đời chứ Phật. Ví dụ như tôi đang giảng kinh Địa Tạng đi, mà không hiểu cứ nói là có Địa Tạng ở trong lòng đất đó, để mà vọng cái địa ngục, anh đã phải cầu nguyện khẩn thiết bái lại ông Địa Tạng đó, để ông Địa Tạng đó ông cứu cho ông hồn ông bà cha mẹ mình. Nếu mà giải thích vậy là quan cho ba đời chư Phật là vậy đó. Mà phải hiểu Địa Tạng là tâm, tâm địa. Mà khi tâm địa mà nó chưa có cởi mở, nó còn đóng kín lại, nó còn nhốt chúng sanh trong đó, thì chúng sanh trầm luân. Thì ông tâm địa này ông phải vọng tan địa ngục, là vọng cái cõi lòng cho nó mở toang ra. Chứ đừng có cuột gút, đừng có mà kiên cố, kêu mà bảo thủ ích kỷ, không? Ý nói vậy đó. Cho nên thí dụ một mặt á, mình giờ gặp cái người mà nó chưa có biết đạo thì nó thôi rằng đừng có sát sanh nghe, sát sanh hại mạng rồi mà mốt xuống địa ngục á. Rồi ông vua với chúa ông xử đi đầu thai trở lại, người ta giết mình, ta cho mình yểu mạng nghe. Thì đó là răn dạy đối với những người ta mới bước chân vào đạo. Còn vụ giờ á, người bước chân vào đạo rồi thì bây giờ hiểu đạo rồi, giờ nói vậy người ta cười. Ủa vậy thưa thầy, bao nhiêu năm mới thay đổi ông vua chúa một lần. Sao hồi thời ông cố cũng nghe nói ông Diêm Vương, thời ông nội cũng nghe ông Diêm Vương, thời cha tôi cũng nghe ông Diêm Vương, tới giờ thời tôi thầy cũng nói Diêm Vương, vậy không lẽ cha đó nó sống hoài, nó không chết, thấy không? Nó hỏi nó lại cứ hậu á. Rồi quỷ sứ cũng vậy đó, không lẽ nó sống hoài, nó không chết. Rồi thí dụ nó sống hoài, đẻ con đẻ cái hoài, ai trả lương, ai nuôi ở dưới, thấy không? Không lẽ nó tụi nó không con không cái. Cho nên nhiều cái nó hỏi là cứ hậu.
cho nên nó gọi là y kinh giải nghĩa, y theo cái lời Phật mà giải thích, coi chừng là làm nó sai lệch cái chân lý đi. Nhưng mà ly kinh nhất tự là tức đồng ma thiết. Còn câu thứ hai nữa, rời kinh một chữ là đồng với ma thiết nha. Hai câu như vậy nó có đối nghịch trong này không? Có đối nghịch, bởi vì rời kinh nó nghĩa là mình lấy cái hiểu của cái tôi của mình mà mình tự mình dựng lên, mình quyến hoặc mình quan đường, mình lìa cái lời Phật dạy đó, là cái chân lìa cái chân lý Phật dạy mà một chữ thôi là tức đồng ma thiết. Bây giờ thật ra chư tổ đã nói hết rồi, nhưng mà ngày nay quý thầy không có thấm thía đâu. Ngày nay gọi là tính sao có lợi thì làm, mà cứ dùng hai chữ gọi là phương tiện đó, dùng hai chữ phương tiện nó không bét hết trơn à. Mà phương tiện ngày xưa á, Đức Phật nói rõ ràng nha, trong Kinh Pháp Hoa nguyên cái văn đó đó, bao nhiêu lời lẽ nhân duyên ngôn từ tỷ dụ, đó là phương tiện của Như Lai. Mà phương tiện này á, nhằm dẫn chúng sanh xa lìa cái lòng chấp, đó mới gọi là phương tiện, gọi là phương tiện thiện xảo. Thiện xảo là khéo léo. Còn bây giờ mình phương tiện, mà phương tiện nó có cái nhu cầu, nó có cái lợi phẩm ở trong, thì nó không phải là phương tiện chân chánh. Nó rõ ràng phương tiện Như Lai là lời lẽ, những lời lẽ Như Lai nói đó, những cái nhân duyên Như Lai thiết đó, những thí dụ Như Lai đã đưa ra diễn bài đó, đều nhằm dẫn chúng sanh xa lìa lòng chấp. Lòng chấp là cái gì? Là chấp cái tôi, chấp cái của tôi, là giải thoát đó. Vậy mà Như Lai còn nói đó là phương tiện. Còn mình ngày nay cái gì cũng kệ hết đó, kệ thôi, là phương tiện đi. Phương tiện kệ đi. Cho nên là vậy mà dẫn Phật tử vào cái ngõ cục á. Nó khó khăn lắm. Cho nên ngày nay á, mà vượt qua mà nói được cái pháp khó khăn lắm không? Thành ra nhiều khi tôi suy nghĩ á, tại sao tôi không bỏ cuộc. Nói chứ như bữa nay á, nó thoải mái một chút rồi. Giảng nói chứ còn làm kịch kịch vậy, nhưng mà không được, bỏ hết kỳ rồi. Nó nhằm nhắc nhở Phật tử. Rồi tôi nói là những ai có duyên thì cứ nghe, không có duyên thì đừng có nghe.